Con biết bài Chú Đại Bi không? Dạ con thuộc được có một khúc à. Đâu con đọc cho chú nghe thử coi. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi Tâm Đà Na Ni. Nam mô Hắc Ca Đát Đa Ga Dạ Gia. Nam mô A Rị Gia Bà Lô Tiết Đế Thước Thước Bát Gia Gia Bồ Đề Tát Tỏ Bà Gia Ma Lô Ni Ca Giáng Tát Bà Gia Phật Dễ Số Đát Na Đát. Dạ, con xin gửi lời chào bà ngoại ạ. Dạ. Dạ. Chú xin chào Tâm Như nha. Dạ, dạ, em cảm ơn chú. Dạ, thưa ngoại, thì nói chung là trong ngày hôm nay á, dạ, mấy anh em con có nhận được thông tin từ người dân á, dạ, có cho biết rằng là ở đây có một cháu bé còn khá là nhỏ luôn, nhưng mà cháu có một cái khả năng rất là đặc biệt, có nghĩa là tự cháu biết được những bài kinh về Phật Pháp á, ngoại. Ngày hôm nay mấy anh em con mới tìm xuống đây để hỏi thăm về sự việc á, là câu chuyện như thế nào bà ngoại? Dạ. Câu chuyện là nó xảy ra như thế nào bà ngoại? Xảy ra cũng khổ vì ở đậu đất người ta. Dạ. Giờ người ta không cho ở, giờ vì nhà này thì hồi đó của ông ngoại ở. Dạ. Giờ ông ngoại cũng chết rồi đó. Bây giờ thôi gom về đây ở, bà cháu cũng khổ. Rồi cha và mẹ của cháu đâu bà ngoại? Cha mẹ cháu thì nó nhỏ tới lớp, bây giờ nó đi mần công ty rồi đâu có mà. Nhưng mà có về thăm cháu không ngoại? Tết rất lâu về một lần, Tết. Tết mới về một lần hay ngoại ha? Rồi có hỗ trợ cho ngoại tiền để nuôi cháu không? Khổ lắm. Chàng ơi, chàng là coi như là cha mẹ cháu cũng nghèo khổ. Ngọ ngọ ở nhà. Ừ. Là ngoại cho con hỏi thăm nè, ngoại phát hiện ra là cháu Tâm Như nè là biết đọc những bài kinh kệ đó. Dạ. Là từ khi nào ngoại? Nó hồi có 4 năm tuổi mà nó biết rồi đó. 4 năm tuổi là biết rồi đó. Dạ, biết thơ, biết đồ, chân rồi đủ. Hay dữ vậy ta. Dạ. Là biết làm thơ luôn. Dạ, để lắng đọc mấy câu thơ cho chú. Tâm Như ơi. Dạ. Con cho chú hỏi thăm nè, cái cơ duyên như thế nào á mà con lại tự nhiên con biết được thuộc giống như là những bài kinh kệ với con? Ừ, dạ, dạ con suy nghĩ trong đầu ra. Con suy nghĩ trong đầu con ra luôn hả? Dạ. Chàng ơi, chàng giỏi gì vậy con gái? Con có nghe qua kinh kệ lần nào chưa mà con không biết con? À. Dạ, dạ có nghe rồi. À. Có nghe ha? Dạ. Nhưng mà con khi con nghe như vậy rồi con thuộc không? Dạ, dạ thuộc. Ừ, có nghĩa là con cũng nghe qua rồi. Dạ. Yeah. Nhưng mà cơ duyên làm sao á mà con thuộc được những bài kinh đó? Con trước giờ là con có từng nghe qua kinh chưa mà sao tự nhiên trong đầu con lại có những bài kinh kệ hay như vậy con? Dạ có, có con nghe rồi. Nhưng mà con nghe rồi con thuộc hay sao? Con không thuộc mà tối con ngủ á, bắt đầu con suy nghĩ trong đầu óc con ra. Có nghĩa là con nghe nhiều lần nhưng mà con không thuộc được. Dạ. Rồi tối là con ngủ là suy nghĩ ra luôn à? Dạ. Là nó hiện chữ ra hay sao con? Dạ. Hiện từ chữ trong đầu con như vậy đó. Dạ. Chàng ơi, chàng giỏi quá vậy ta. Con thuộc nhiều không con? Dạ nhiều. Hồi nãy chú nghe ngoại nói là con còn biết làm thơ nữa hả? Dạ biết. Con thử làm thơ một đoạn cho chú nghe thử coi Tâm Như. Dạ, con xin giới thiệu, con tên là Trần Tâm Như. Con năm nay con 13 tuổi. Ủa cho con xin đọc bài thơ Kiếp Không Ai. Thanh con quá thiếu tình thương. Đêm nằm không mẹ, ngày thì không cha. Thương cho bà ngoại tuổi già,
tuổi hơn 70 vậy mà cu mang. Ngoại giờ sức khỏe đã mòn, ngày đêm cố dạy cho con nên ngờ. Thân con số kiếp không may, ngày đêm vất vả ngày ngày bu sinh. Cũng nhờ cô bác thương tình, cho con cuộc sống hằng hòa hảo tâm. Con xin chúc thọ ông bà, chúc cho cô bác từ xa đến gần, làm ăn thu nhập gia tăng, giàu sang phú quý thân cần chữ tu. Con xin thay mặt người mù, tỏ lòng cung kính những nhà hảo tâm. Lâu lâu nhớ ghé về thăm, hỏi người kiến thị quê hương Tăng Hồng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con xin hả? Chàng ơi, giỏi quá con gái. À con gái, à, cái bài thơ này là tự con sáng tác ra hay sao con? Dạ. Tự con suy nghĩ ra luôn á, chứ không có học qua ai hết trơn luôn. Dạ. Chàng ơi giỏi quá. À... Dạ, dạ con xin giới thiệu và con xin đọc đọc bài thơ nói về đạo Phật giáo Hòa Hảo. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bài thơ thầy ơi thầy đã đi xa, để lại quê nhà một số chúng sanh, không ai chăm sóc dỗ dành. Con đường tu học chịu đành dốt ngu, con nay đôi mắt đã mù, mất đi ánh sáng đường tu chẳng thành. Nhờ thầy phù hộ chúng sanh, thấp miền đất nước an lành lo tu. Tu cho gia đạo bình an, tu cho cuộc sống an nhàn thảnh thơ. Con xin cầu nguyện ít lời, nhờ thầy dìu dắt khắp nơi tu hành, gắng tu rồi được phước lành, thành tâm bố thí được gành phước to. Phước này lớn cửa vàng kho, ngày sau con cháu ấm no muôn đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rất là tuyệt vời luôn ngoại. À ngoại ơi, ngoại cho con hỏi thăm là cái này là cháu có cần ngoại chỉ dạy không, hay là tự cháu trong đầu cháu hiện ra những cái bài thơ như vậy ngoại? Tôi không biết dạy. Ngoại có biết chữ không? Không biết chữ luôn, từ hên nó tống nó nằm trong mồm mồm á. Dạ. Con nằm trong mùng là con suy nghĩ ra hay sao con? Dạ. Dạ. Dạ con xin giới thiệu là con xin đọc bài thơ Việt Nam đất rộng bao la. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bài thơ Việt Nam đất rộng bao la, nhà cao cửa rộng thật là giàu sang. Đường thì mở rộng thênh thang, riêng người khiếm thị không đàn mà đi. Nam mô sáu chữ từ bi, nhờ thầy dìu dắt cô thầy dạy tu. Tu cho đất nước bình an, cầu cho bá tánh bạc hoàng đầy kho. Nhà nhà áo ấm cơm no, để làm việc thiện mà lo cho đời. Chúc cho các mạnh thường quân, sức bền quảng thọ đón xuân vui cười. Nhà nhà hạnh phúc vui tươi, chúc cho con cháu ba đời làm quan. Mai sau phú quý giàu sang, đừng quên những kẻ cơ hàng đói cơm. Chữ tu là chữ đứng đầu, ăn chay niệm Phật được quầy tòa sen. Dù cho thân phẩm khắp hàng, được quyền lễ Phật vào chùa mà tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chẳng có xin hả? Con cho chú hỏi thăm nè. Con á, là từ lúc 4 tuổi á, là dạ. Con đã có được những bài kinh kệ hiện ra trong đầu con á con. Dạ. Nhưng mà từ trước tới bây giờ á, là con thuộc được bao nhiêu bài kinh kệ con? Dạ. Dạ nhiều kinh lắm.
nhiều kinh lắm nha. Dạ. Nhưng mà chú thắc mắc nè, con thuộc kinh như vậy đó, rồi con có biết về hình tướng của những vị Phật không con? Con có biết vị Phật không hả? Nhưng mà làm sao con biết được những vị Phật đó? Có khi nào con nằm mơ con thấy không con? Thấy vị Phật không? Giống như là con á là không nhìn thấy nè, rồi làm sao con biết được hình tượng của những vị Phật đó? Dạ. Con ngủ con nằm mơ con thấy. Chàng ơi chàng, là con biết được vị Phật nào đâu, con kể cho chú nghe coi. Dạ. Phật Dược Sư. Phật Dược Sư là hình dáng của ngài ra làm sao? Dạ. Hình dáng của ngài ra làm sao? Con gà. À con gà ha. Rồi. Dạ, Phật Dược Sư, Phật A Di Đà, Phật Thích Ca, Phật Di Lạc. À, ngài Di Lạc là hình dáng của ngài ra làm sao, con kể chú nghe coi. Ngài Di Lạc á là nhìn ngài ra làm sao? Theo như cái hình tượng mà con tưởng tượng ra đó, là ngài Di Lạc là như thế nào? Cao to hay là như thế nào? Dạ con giờ là con gặp ổng là cao lắm, bụng cũng bự lắm. Như vậy là ngài Di Lạc là bụng bự nha. Dạ. Rồi con cho chú hỏi thăm nè, bây giờ ở trong ngày hôm nay nè, mấy chú cũng tìm xuống đến đây nè, thôi thì trong ngày hôm nay con tặng cho chú cùng với quý khán giả đó một bài kinh đi, bài kinh đi. Dạ. Dạ con xin giới thiệu, tên là Trần Tâm Như. Con xin đọc bài kinh cầu nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Phật giái Phật Tổ Phật Thầy. Con biết bài chú Đại Bi không? Dạ con thuộc được có một khúc à. Đâu con đọc cho chú nghe thử coi. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi Tâm Đà Na Ni. Nam mô Hắc Ca Đát Đa Ga Dạ Gia. Nam mô A Rị Gia Bà Lô Tiết Đế Thức Thước Bát Gia Gia Bồ Đề Tát Tỏ Bà Gia Ma Lô Ni Ca Giáng Tát Bà Gia Phật Dệ Số Đát Na Đát Tỏ. Tâm Như, con cho chú hỏi nè. Dạ. Sao mà con thuộc những giảng kinh này nhiều vậy con? Dạ. Sao mà con thuộc mấy giảng kinh nhiều vậy? Con có tâm sao mà con thuộc mấy cái giảng kinh nhiều vậy? Con suy nghĩ ra. Con suy nghĩ ra hả? Dạ. Nhưng rồi mà con thích hay sao? Dạ. Mỗi dạ lần đọc bài kinh đó là con cảm thấy như thế nào trong người con? Dạ dạ con thích. Rồi con thấy đọc mấy cái bài kinh này trong lòng con như thế nào? Con có thể nói cho con chú nghe không? Dạ khỏe. Khỏe hả con? À. Rồi thường ngày Tâm Như có cúng lại không con? Dạ có. Vậy hả? Thì Tâm Như cho chú hỏi nè, ngoài những cái bài kinh con vừa đọc qua thì con còn thuộc những bài kinh nào nữa không? Dạ còn. Còn ha. Dạ. Con thuộc bài kinh nào con có thể đọc cho mấy chú nghe nữa không? Dạ con xin giới thiệu, con xin đọc bài kinh Đăng Pháp Đương Đô Thượng. Rồi, con đọc đi. Đăng Pháp Đa Dương Vô Thượng Ba Khỏi Chẳng Bằng Thầy Giải Thách Chờ Người Cha Lành Chúng Bổn Lợi Quân
để em vô ca sạch đó nghe em ba kỳ sơn dương cùng tam phân ớt kiết không cùng tầng hoặc chung sanh tận thường lỏng lặng đạo cảm không không thời nghĩ bàn lưới đế châu quỷ đạo chàng mời phương Phật bảo hào quang sáng ngời chốt bảo tọa thân con ảnh hiện cõi đầu sinh thời nguyện quy y chí tâm đảnh lễ nam mô tặng hư không biết pháp giới quả hiền quỷ lai thập phương ơn chủ tam bảo chí tam đảnh lễ nam mô đề chí tâm đảnh lễ nam mô điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Lam Hoa giáo chủ Di Đạt Tôn Phật Đại Chí Quang Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát Chí Tam Đảnh Lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chung Bồ Tát dạ con xin hết dạ, dạ thưa bà thì bà cho cháu hỏi là bé tâm bé này là có phát nguyện mà để đọc kinh đọc giảng này là bao lâu rồi bà? Cũng lâu lắm rồi đó. Dạ. Nó nhỏ hơn nó 4-5 tuổi là nó đi chơi chùa là nó nghe là nó để lòng đại phi chỉ để lòng bà cho con bà cho con hỏi thăm nè, khi mà cháu từ cái lúc mà mới có 4 tuổi thôi mà lại tự đọc ra những bài kinh kệ rất là dài luôn, có thể là người lớn là học đi học lại rất là nhiều lần mới thuộc đó bà. Như vậy thì lúc đó mình có ngạc nhiên không bà? Ngạc nhiên chứ. Có con nói như vậy cho mẹ nó có tâm trí chậm. Ngay từ lúc trong trong người mẹ là đã có tâm sẵn rồi ha bà ha. Dạ. Ừ. Chẳng mấy cô đưa bà cho lên đọc kinh cái giảng người ta. Dạ. Cho ta đọc theo. Ta chùa là người ta đưa cái cho đọc. Nhưng mà bé có nói với con đó là mỗi lần mà giống như là bé bị dấp hay là bị gì đó bà. Dạ. Là lúc đó là tự chữ chạy trong đầu là cái đó là thật luôn hả bà? Dạ. Tâm Như ơi, khi mà mỗi lần mà con quên lời á, con quên một đoạn nào đó thì lúc đó con ngừng lại á, chú thấy con suy nghĩ một chút á, là con cố nhớ hay là chữ nó hiện ra trong đầu con không? Dạ, con suy nghĩ rồi con nhớ.
là con hình dung được cái chữ đó ra liền ha. Dạ. Chàng ơi chàng, nhưng mà cho chú hỏi thăm nè, rồi con ăn chay hay là ăn mặn? Dạ. Con á, con là ăn chay hay là ăn Ừ, mặn? dạ có, con trai tháng 4 ngày, ngày con ăn 14 gram, 29, 30. Nhưng mà cái đó là bà ngoại tập con hay là con tự nguyện? Dạ, là con tự con ăn. Con tự con ăn à? Dạ. Vì sao mà con lại thích ăn chay? Tại tại vì á, cái người ta biểu con ăn chay đi, con không thấy đường. Như là con cho chú hỏi thăm ha, là như con không thấy đường gì nè, rồi con có tuổi không, Dạ có. rồi con học kinh giảng gì đó, rồi tối con có đọc kinh không, con ngủ trước khi con ngủ á? Dạ có. Niệm Phật. Con niệm Phật một đêm trước khi ngủ là con niệm bao nhiêu tiếng? Dạ, con niệm 10 tiếng. 10 tiếng Phật rồi mới ngủ. Dạ. Ngoài những cái biệt tài trên đó con, những cái tài trên đó thì con còn có cái khả năng đặc biệt gì nữa không? Dạ. Ngoài đọc thơ nè, rồi đọc kinh kệ nè, rồi con còn cái khả năng đặc biệt gì nữa không? Con thích cái gì? Con thích cái gì hả? Đúng rồi. Dạ. Con thích con thấy đường. Thích thấy đường Dạ. ha. Khi mà cha mẹ đi lâu như vậy mới về thăm con một lần á, rồi có khi nào mà con nhớ cha mẹ nhiều quá rồi con bật khóc không? Dạ không. Vì sao vậy con? Dạ. Vì sao? Con không thương cha mẹ con hay sao? Tại vì á, thì tại vì cha mẹ con đi đi hồi nhỏ tới lớn tới giờ, thành ra con không có biết. Vậy là hồi nào giờ con không biết ba mẹ con luôn hả? Dạ. Vậy là bé là để cho bà ngoại nuôi tới giờ. Là từ khi nào bà ngoại? Mới sinh 12 giờ khuya tới 12 giờ trưa là về ở tới bà ngoại tới bây giờ luôn. rồi trong cái lúc đó là ngắn quá, rồi làm sao ngoại có khả năng để mà Tâm Như ơi, Tâm Như cho chú hỏi thăm nè, khi mà cha mẹ con bỏ con từ lúc nhỏ như vậy đó, rồi con là không có cha cũng như là không có mẹ cạnh bên đó con, rồi trong lòng con có nhớ cha và mẹ con không? Dạ có. Có he, nhưng mà nhớ nhiều không con? Dạ nhiều. Nếu như mà bây giờ mà con có được một điều ước á, thì con sẽ ước mong điều gì? Con ước mơ, đầu tiên là con thấy bà ngoại hay, rồi xong rồi sau lại bắt đầu con thấy cha mẹ con. Chàng ơi, là ước mơ là được nhìn thấy bà ngoại là người đầu tiên nhất, Dạ. rồi kế tiếp là đến cha và mẹ con hả? Dạ. Rồi nhưng vì sao mà con lại muốn là được nhìn thấy bà ngoại trước tiên nhất? Dạ, tại vì bà ngoại nuôi con hồi nhỏ tới lớn. Rồi kế tiếp là mới được nhìn cha và mẹ ha. Dạ. Chàng ơi chàng, mỗi lần mà ngoại đau ốm đó, rồi lúc đó con làm sao? Dạ. Mỗi lần mà ngoại giống như là đau rồi ốm đó, rồi lúc đó con làm gì để giúp cho ngoại con? Con mua thuốc cho ngoại uống. Rồi sao con biết đường để mà đi mua? Dạ. Con đi được không? Dạ được. Là gần đây có chỗ bán hay gì con? Dạ. Tiệm thuốc tây gần đây ha. Dạ. Là tự Tâm Như đi được luôn. Dạ. Đây ra đầu cổng đi được. Là đi được luôn hả ngoại? Dạ, mọi đường đi. Chú thử con đi thử không? Nếu mà con nói là chú tin rồi, Dạ. có nghĩa là con không, con đi là con nhớ đường quay về luôn ha. Dạ. Có lần nào con đi mà con quay về là không đúng nhà con không? Dạ không. Quay về là đúng nhà đó ha. Dạ. Rồi thí dụ như lại tới chỗ mua thuốc tây rồi chú quay con một vòng tròn rồi con biết đường gì không? Dạ biết.
Chú quay là một vòng tròn à, con cũng vẫn hình dung được đường về luôn hả? Dạ. Giỏi gì vậy ta? Cái đó còn đếm bước hay là sao? Hay là quen? Ừ, dạ, dạ con quen đường đi mà không có đếm bước. Ừ. Nhưng mà tới nhà mình là biết thắng lại luôn. Dạ biết. À, thí dụ như lại đẳng là chú có quay đi đâu cũng được chứ. Chú có dẫn con đi vòng tròn, chú buông ra con cũng định hướng về được luôn. Dạ. Thiệt không nha? Thiệt, thiệt ở đâu, chú muốn thử đi thử không? Chút nữa nè, chút nữa chú quay con thử rồi con biết đường về không nha. Dạ. Có lần nào con bị lạc chưa? Từ hồi nhỏ tới lớn có khi nào con đi con bị lạc chưa? Dạ chưa. Hay dữ vậy ta? Rồi bằng ngày với bằng đêm con có biết không? Dạ biết. Biết luôn ha. Dạ. Chàng ơi giỏi quá con gái ơi. Ừ, con gái cho chú hỏi thăm nè. Ờ, cái điều ước là ước được nhìn thấy nè là bà ngoại và cha con đó. Dạ. Với mẹ con đó. Thì ngoài cái điều ước đó ra là con còn điều ước gì không con gái? Dạ. Ngoài cái điều ước là được nhìn thấy cha và mẹ với ngoại nè. Con còn ước gì không? Ước con được sáng mắt. Nói chung là cuộc sống của ngoại á, là nuôi cháu là từ khi nào ngoại? Dạ. Nó cũng 13 năm rồi. 13 năm nha. Dạ. Là ngay từ lúc mới sinh luôn hay sao ngoại? Dạ mới sinh. Rồi lúc đó mẹ cháu đưa cho ngoại, mẹ cháu nói như thế nào? Khổ quá, nói nổi. Nói như vậy luôn. Dạ. Nhưng mà khi cháu mới sinh ra là mình biết cháu là không có nhìn thấy đường không ngoại? Dạ biết. Chàng ơi. Anh Phật tổ chứng lòng thiền, nay con tỉnh ngộ quy y Phật, chí dốc tu hiền tạo phước duyên, cúi đầu lại tạ tổ tông, báo ơn sanh dưỡng dài công nhọc nhằn, dài con xin giữ đạo hằng, tu cầu trong tổ siêu thân Phật đài, nguyện làm cho được mặt mày, cho đẹp mặt mày, pháp nơi khổ hải điên đài được lên, mong nhờ tất cả bề trên độ con yên ổn vững bền cổ tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Còn bài thơ đó con ngâm tặng cho chú với quý khán giả một bài thơ đi. Dạ. Dạ con xin giới thiệu, con tên là Trần Tâm Như. Con năm nay con 13 tuổi. Ủa cho con xin đọc bài thơ Kiếp Không Ai. Ừ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thân con quá thiếu tình thương, đêm nằm không mẹ, ngày thì không cha. Thương cho bà ngoại tuổi già, tuổi hơn 70 vậy mà cưu mang. Ngoại giờ sức khỏe đã mòn, ngày đêm cổ dạy cho con nên ngừ. Thân con số kiếp không ai, ngày đêm vất vả, ngày ngày bu sinh. Cũng nhờ cô bác thương tình, cho con cuộc sống hoàn hòa hảo tâm. Con xin chúc thọ ông bà, chúc cho cô bác từ xa đến gần, làm ăn thu nhập gia tăng, giàu sang phú quý thân ẩn cần chữ tu. Con xin thay mặt người mù, tỏ lòng cung kính những nhà hảo tâm, lâu lâu nhớ ghé về thăm, hỏi người kiến thị quê hương Tân Hồng. Nam mô Bổn Sư. Cháu nó coi bà chắc như người mẹ thứ hai của cháu quá. Thì bà, không hai, được đâu. Hai bà cháu không có làm gì hả bà? Có làm gì đâu, nhờ cô bác cho. Dạ. Như con cháu rồi, thấy cháu đó, nó thấy gì rồi không cho. Thì không có thì nó đem về được cho mới có gì đó. Nhưng mà bà nói với con là hết gạo đó. Rồi đi sinh, rồi gửi sinh không có rồi sao? Rồi bữa đó hai bà cháu nhịn luôn hay sao? Thì cũng phải khờ khổ, cũng dám dính lúc chứ sao vậy? Trời ơi, còn tăng không? Dạ. Rồi bữa nay trong nhà còn gạo không nè? Bà, dạ. Còn không? Bữa nay còn không? Còn, chứ cũng năm rồi. Bị người ta mới cho ngày qua đó.
cho nhiêu bà? Qua ta cho được cũng gần 10 kg. À cũng mừng nha. Dạ dạ. Dạ. Người ta giống như là mạnh thường quân đều chú ý đến hoàn cảnh của bà với cháu ha. Dạ dạ. Cho nên là có gạo đồ cũng đỡ nha. Dạ. Chỉ có đồ ăn là không có hay gì mà. Đồ ăn không có. Thì bà cháu có gì ăn đấy. Dạ. À, nuôi Tâm Như dễ không bà? Dễ. Nhỏ cho lên. Đau đớn gì chứ, nó nóng với mua liều thuốc mà chích miếng rồi uống hết. Coi như trời thương trời nuôi. Dễ nuôi dữ lắm. Chàng ơi. Dạ. Tâm Như ơi. Dạ. Con hồi đó giờ con có biết hát không? Dạ biết. À, con có thể hát một bài tặng cho chú với quý khán giả được không? Dạ được. Ừ. Rồi giỏi quá con gái. Dạ. Rồi con hát đi. Dạ con xin giới thiệu, con tên là Trần Tâm Như. Con năm nay con 13 tuổi. Con xin hát bài Lạy Phật Quan Âm. Ừ. Dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin yêu giá cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát từ quyền thông, người hai quyền lớn gồng mênh mông, có giúp yên là Quan Âm có khổ, Quan Âm có nàng đợi có sen vàng, con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin yêu giới cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát từ quyền thông, người hai nguyện lớn gồng mênh mông, Quan Âm có hồ, Quan Âm có nàng đợi con. Cứu giúp bao người. Cứu giúp bao người qua cơn khó nàng từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời, có nơi hoàng nàng qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhanh liêu thăng vàng, dời thấp thuế vàng, có đôi mắt mẹ mười thương thánh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm toàn áp dân gian, lại Phật Quan Âm dìu con yêu giới cuộc đời. Quan Âm cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời sinh đôi. Quan Âm có khổ, Quan Âm có nàng đợi con rằng ơi. Cha con xin hết. Ừ, giỏi quá. À, con gái hát rất là hay luôn. Ừ. À, thôi thì ngày hôm nay á, mấy chú ghé thăm á, thì cũng có một chút cái phòng sẽ gửi cho ngoại cùng với cháu là 500.000. Dạ. Để ngoại có thể dùng mà mua mì gói hoặc dạ. là gạo với ngoại. Dạ. Và nói chung là lương thực thực phẩm với ngoại nha. Dạ. Cô xin gửi cho ngoại ạ. Đưa con đi con. Dạ. Con. Dạ, ngoại có lời gì muốn gửi đến quý mạnh thường quân trong ngày hôm nay không? Dạ, dạ con xin chúc các mạnh thường quân dài dào sức khỏe, thanh tâm an lạc, làm ăn phát tài. Năm cũ bước qua năm mới mà ăn phá đạt, chừng nào có tiền cho con. Giỏi quá. Rồi là cái câu cuối của con đó. Dạ, thưa quý vị, thưa quý mạnh thường quân trong và ngoài nước. À, đến đây thì cô Vũ Thanh Trúc xin phép được kết thúc video. Và nguyện cầu phước quý vị khán giả cùng với quý mạnh thường quân sẽ luôn có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc bình an mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ở một video kết thúc.